Cha đẻ của chat GPT giàu cỡ nào? Gần như toàn bộ tài sản của người sáng tạo ra chat GPT được xây dựng qua nhiều năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Chat GPT được ra mắt vào ngày 30 tháng 11 năm 2022 và nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý nhờ các câu trả lời chi tiết và rõ ràng trên nhiều lĩnh vực kiến thức. Và người sáng tạo hay còn được gọi là cha đẻ của chat GPT là Sam Oldman. Sam Onmun, sinh năm 1985, là một doanh nhân, lập trình viên, nhà đầu tư và blogger có tài sản dòng trị giá 2 tỷ USD. Anh sinh ra tại Chicago, Illinois, Mỹ Anh lớn lên ở Sertit, Louis, Missouri và theo học trường John Burroughs, một trường dự bị đại học ở ngoài Oladio. Sau đó, anh theo học đại học sở Stanford về khoa học máy tính, tuy nhiên, cuối cùng anh ấy đã bỏ học vào năm 2005. Khi được tặng một chiếc máy tính vào sinh nhật lần thứ 9, niềm đam mê với công nghệ thông tin đã được khơi dậy. Đây được coi là bước ngoặt giúp anh giàu có như ngày hôm nay. Sam Altman được biết đến nhiều nhất với tư cách là giám đốc điều hành của tổ chức nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tư nhân OpenAI và cựu chủ tịch của công ty khởi nghiệp công nghệ eCombernator. Sam Altman còn được biết đến như một nhà đầu tư thiên thần lớn, đã đầu tư vào các công ty như Ersaner, Zenip, Instacart, Soylent và Airbnb. Anh lần đầu tiên đạt được danh hiệu tỷ phú vào tháng 1 năm 2023 sau khi OpenAI hoàn thành vòng huy động vốn với Microsoft. Công ty này đã định giá công ty AI đứng sau chat GPT ở mức 29 tỷ đô la. Vậy, Sam Altman đã xây dựng giá trị tài sản dòng 2 tỷ USD của mình như thế nào? Khởi đầu với công ty khởi nghiệp, năm 2011, Sam Altman trở thành đối tác bán thời gian tại Ecombernator, một công ty khởi nghiệp công nghệ đứng đằng sau giúp thành lập hơn 3.000 công ty, chẳng hạn như Airbnb, The Zoffox, Doordat, Zedit và Tewit. Vài năm sau, vào năm 2014, Sam Oldman trở thành chủ tịch mới của công ty, thay thế Paul Graham. Năm 2015, anh tuyên bố thành lập IC con New e một quỹ đầu tư trị giá 700 triệu đô la đầu tư vào các công ty của Ecombernator. Cùng năm đó, Sam Oldman tuyên bố thành lập Ecombernator Research, một phòng thí nghiệm nghiên cứu phi lợi nhuận tập trung và nghiên cứu giáo dục thu nhập, phát triển đô thị và tương lai của máy tính. Vào năm 2016, ông Mừng thông báo rằng ông sẽ trở thành chủ tịch của tập đoàn IC, bao gồm Ecombinator cũng như các đơn vị khác. Ba năm sau, anh chuyển sang vị trí chủ tịch để có thể tập trung hơn vào công ty khác của mình là OpenAI. Hiện nay, anh không còn mối liên kết với công ty này. Tăng tài sản gấp 8 lần nhờ chat GPT. Cùng với Elon Musk và một số nhà đầu tư khác, Sam Altman đã công bố thành lập OpenAI vào tháng 12 năm 2015 và cam kết tài trợ hơn 1 tỷ USD cho hoạt động của nó, bao gồm tập đoàn vì lợi nhuận OpenAI LP và tổ chức phi lợi nhuận OpenAI INC, công ty mẹ của nó. OpenAI tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, mục tiêu của nó là thúc đẩy và phát triển AI mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Sam Altman giữ vai trò giám đốc điều hành của công ty. OpenAI đã phát hành nhiều sản phẩm và ứng dụng. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2023, OpenAI đã huy động vốn từ Microsoft trong một vòng cấp vốn tư nhân, định giá công ty ở mức 29 tỷ USD. Theo Will Hicks tính đến tháng 8 năm 2022, tài sản dòng là 250 triệu đô la. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này theo Slep The con số này đã lên tới 2 tỷ USD, phần lớn nhờ vào chat GPT. Những khoản đầu tư khác Sam Altman là một nhân vật quan trọng trong thế giới đầu tư kinh doanh. Anh đã đầu tư vào các công ty lớn như Airbnb, Zdit Ersaner, Pinterest, Tipperling, Instacart, Wikizios, Soylent, Verboling và Sertai. Ngoài ra, anh còn là giám đốc điều hành của Zdit trong 8 ngày vào năm 2014, kế nhiệm Jason Sun Ngoài công việc kinh doanh và đầu tư của mình, Sam Altman còn là chủ tịch hội đồng quản trị của các công ty năng lượng hạt nhân ốc lâu và Helion. Anh đã tuyên bố rằng năng lượng hạt nhân là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của thế giới đối với sự phát triển công nghệ. Về khía cạnh từ thiện, Ôn Mừn đã hỗ trợ rất nhiều trong việc tài trợ cho dự án Coverlurn, một nhóm chuyên hỗ trợ các nhà nghiên cứu triển khai các thử nghiệm lâm sàng nhanh chóng về COVID-19 với sự hợp tác của công ty khởi nghiệp Chai Osherbac